Xin được cảm ơn bạn Trương Bảo. Thứ nhất là bạn hỏi là sinh thiết phổi có làm được hay không. Thì bản thân về sinh thiết phổi thì không chống chỉ định cho người cao tuổi, nhưng sẽ chống chỉ định cho những bệnh nhân mà có các bệnh kèm theo, ví dụ như là các bệnh viêm phổi, bệnh phổi mãn tính, bệnh suy tim, bệnh tim mạch, rồi bệnh rối loạn về đông máu và một số bệnh khác. Thế và tuổi của ba bạn thì 78 tuổi là tuổi cao, thì khi sinh thiết phổi ở trên những người cao tuổi như đã nói, như tôi đã nói lúc trước, là sẽ có những nguy cơ nhất định của những bệnh nhân cao tuổi. Và thứ hai là bạn hỏi là sinh thiết phổi sẽ làm như thế nào, thì tôi đã nói như lúc trước là gì, sinh thiết phổi là người ta sẽ dùng một cái kim sinh thiết theo chuyên ngành, dùng một cái kim sinh thiết xuyên qua thành ngực và vào bấm vào trong phổi, trong khối u ở trong phổi, và lấy một vài mảnh khối u ra làm xét nghiệm để làm mô bệnh học và làm các cái xét nghiệm tiếp theo sâu hơn về gen. Thế còn như bạn có hỏi một câu là tôi nói là rất khó và nguy hiểm, thì đúng rồi, sinh thiết phổi là một cái sinh thiết khó so với tất cả các sinh thiết khác, ví dụ như sinh thiết gan, sinh thiết dạ dày, sinh thiết đại trực tràng, thì sinh thiết phổi là một cái sinh thiết rất khó và nguy hiểm, vì cơ quan phổi là cơ quan hô hấp, bản chất của cơ quan phổi là trao đổi oxy, và cơ quan đó là cơ quan xốp tuần hoàn, và rất nhiều mạch máu đến và đi, khi sinh thiết phổi sẽ rất có nhiều cái nguy cơ tai biến, ví dụ như là khó thở, chảy máu, ho ra máu, thậm chí là phải cấp cứu, và thậm chí đã phải mổ cấp cứu những bệnh nhân sinh thiết phổi. Xin hết ạ.